Chào mừng quý vị và các bạn, chúng ta đang được nhìn thấy những ảnh trực tiếp từ sân động Molineux để theo dõi cuộc đối đầu giữa Wolverhampton và Brentford, trận đấu trôn khổ vòng 24 của giải Ngoại hạng Anh mùa giải 2023-2024. Thì họ đã có chiến thắng 4-2 trước câu lạc bộ Chelsea sau chuỗi thời gian đã phải ngồi ngoài vì bị phạt. Để chuyền vào khá nguy hiểm. Đó là pha dứt điểm đầu tiên của dứt điểm của trung vệ Nathan Pinnock. Đã vừa có được một pha băng lên và cướp bóng hay. Ednore dứt điểm ngay. Đó là cú sút đầu tiên bên phía Wolverhampton. Như là tương đương nhau. Được chuyền sai đến từ Jose Sa. Cơ hội dành cho Brentford. Nhưng không có bàn thắng. Nên Mbappe đã bỏ lỡ một cơ hội quá ngon ăn ở pha bóng vừa rồi. Một sai lầm của Jose Sa. Jose Sa là một thủ môn có khả năng phản xạ rất tốt, nhưng khả năng chơi chân của Jose Sa thì luôn là một điều khiến cho các cầu thủ của Wolverhampton gặp hiểm nguy, và tình huống vừa rồi là một minh chứng. Nhưng lại cũng chính Jose Sa đã tự sửa sai cho chính mình. Đánh đâu! Và vừa rồi thì đó là phản xạ của Jose Sa. Đôi chân của Jose Sa thì có thể không đáng tin, nhưng đôi tay và khả năng bay người của Jose Sa thì luôn là một sự tin cậy trên sân vận động Molineux. Lại thêm một tình huống nữa mà nên Mbappe thử thách với Jose Sa, và lần thứ hai liên tiếp. Hội phản công dành cho Wolverhampton. Matheus Cunha dứt điểm không vào. Flecken đã có được một pha phản xạ tốt ở tình huống vừa rồi, kiến tạo. Một trong những cầu thủ thi đấu nổi bật nhất của Brentford trong trận gặp Man City. Và chúng ta cùng xem lại tình huống rất chủ động và tấn công tốt của Brentford. Reguilón càng ngang rất hay. Vẫn không vào. Và đó là một cú sút đi lên trời của Matt Roslev. Matt Roslev đã có được một cơ hội có thể nói là không thể ngon ăn hơn. Chúng ta hãy cùng xem lại tình huống phối hợp này của cầu thủ bên phía Brentford. Wolverhampton đã bị sọc sạch. Họ đang chưa tập trung sau sự rời đi của Matheus Cunha và để lộ quá nhiều khoảng trống. Một đường căng ngang tốt của Reguilón. Ednuri đã ngăn cản pha băng vào trước đó cầu thủ bên phía Brentford. 2/3 thời gian của một đã trôi qua. Và vừa rồi lại là một tình huống chuyền bóng rất nguy hiểm nữa của Jose Sa. Nhìn Mbappe. Nhìn Mbappe. Rất kỹ thuật Mbappe không vào. Một lần nữa thì những đường chuyền của Jose Sa lại khiến cho các khán giả trên sân vận động Molineux phải thót tim. Đây là lần thứ hai ở trong hiệp đấu này thì Jose Sa chuyền bóng sai địa chỉ và cơ hội lại đến với Nên Mbappe. Nên Mbappe đã xử lý tốt. Nhưng cú sút của tiền đạo bên phía Brentford thì lại không thể vượt qua. Đây là góc của Brentford. Đánh đầu vào. Đội trưởng của Brentford Christian Nødegaard là người đã ghi bàn. Một tình huống đá phạt góc rất tốt của Brentford để giúp cho đội bóng này đã vừa lề dẫn trước. Cuối cùng thì những cơ hội, những tình huống áp lực mà Brentford tạo ra đã được cụ thể hóa thành bàn thắng mở tỷ số của trận đấu. Quyết Dawson đã không theo kèm Nødegaard một cách thật sự tốt. Anh đã để cho Nødegaard quá đơn giản để có thể đánh đầu cận thành ở pha bóng này. Một tình huống kèm người thiếu sự chủ động của Quyết Dawson. Và Nødegaard thì quá dũng mãnh. Một tình huống đánh đầu cận thành. Và khoảng cách như thế này thì Jose Sa đã không thể làm gì. Để cho Bellegarde. Và chuyền bóng tốt cho Sarabia. Sarabia đường chuyền vào. Benedetto không vào. Lại là một pha cản phá xuất sắc nữa của Flecken. Hãy cùng xem lại pha bóng này. Một tình huống phối hợp tốt của bộ ba Bellegarde, Sarabia và Peronetto. Đường chuyền như đặt vào đầu của Sarabia dành cho Peronetto, nhưng Flecken xuất sắc hơn. Dù đánh đầu của Peronetto là không hề tồi một chút nào. Tình huống đánh đầu vào góc gần và rất khó, nhưng Flecken vẫn đã có thể cản phá thành công. Sarabia đã tạo cơ hội dành cho Ednore. Peronetto. Peronetto không vào. Flecken.
Lại là Pedro Neto, thêm một đường chuyền nữa. Đánh đầu, vào! Quyền đầu là của trung vệ Craig Dawson. Vẫn phải xem lại là liệu Craig Dawson đã việt vị hay chưa. Tuy nhiên thì việc có được bàn thắng lúc này cũng đang đem đến niềm vui dành cho các cổ động viên của Wolverhampton. Khi mà Pedro Neto chưa có duyên để ghi bàn thì anh vẫn để lại dấu ấn. Nếu bàn thắng này được công nhận thì Pedro Neto là người kiến tạo. Craig Dawson cũng đã lập công chuộc tội ở bàn thua của Wolverhampton. Craig Dawson là người đã không theo kèm Northgatot. Nhưng ở tình huống này thì anh đã có pha băng xuống và đánh đầu rất hay để đem về bàn thắng dành cho Wolverhampton. Đã không một ai chú ý đến Craig Dawson. Và cũng phải nói đó là đường chuyền chính xác đến từng milimet của Pedro Neto dành cho trung vệ bên phía Wolverhampton. Tổ trọng tài VAR đang vào cuộc để liệu xem đã việt vị hay chưa. Việt vị mất rồi. Đã có lỗi việt vị của Craig Dawson chỉ một chút thôi. Đường chuyền của Anuri. Dứt điểm ngay. Pedro Neto. Vẫn là Neto. Không vào. Max Kilman và Craig Dawson cũng đã băng lên rất cao. Max Kilman. Đường chuyền vào. Đánh đâu. Không vào. Anuri là cầu thủ đã có được cơ hội dứt điểm. Dành cho Lemina. Lemina. Đường chuyền sửa lưng của Nathan Fraser. Bellegarde. Dứt điểm ngay. Và đó là một cú dứt điểm quá tệ của Bellegarde. Phá được bóng một hay của Ivan Toney. Cực kỳ ngọt. Ivan Toney. Lại thêm một đường chuyền sai ở phần sân nhà của Wolverhampton. Có Ivan Toney hay không? Sai lầm của Wolverhampton đã giành bàn thắng cho Ivan Toney. Một pha lập công rất đơn giản với một tiền đạo có khả năng chấp thời cơ tốt như là Ivan Toney. Pha lập công thứ hai của Ivan Toney tại Ngoại Anh ở mùa giải năm nay. Sau khi trở lại vào giữa tháng 1 thì anh đã có được 3 bàn thắng. Janelle đã có một đường kiến tạo tuyệt vời. Nó phù hợp đến từng cm trong khâu di chuyển của Ivan Toney. Khoảng trống đã rộng mở và Ivan Toney không gặp khó khăn nào để dứt điểm một chạm hạ gục Jose Sa. Một bàn thắng đơn giản dành cho Brentford với những sai lầm ở hệ thống phòng ngự của Wolverhampton. Sự trở lại của Ivan Toney quả thật là rất quan trọng dành cho Brentford ở giai đoạn cuối mùa này. Cú dứt điểm ngay của Thomas rồi. Nhưng đó là pha dứt điểm cũng không đi chính xác. Và trọng tài Simon Hooper đã nổi còi kết thúc trận đấu 2-0 dành cho Brentford. Với chiến thắng này thì Brentford leo lên vị trí thứ 14 trên bảng xếp hạng khi có được 25 điểm sau 23 trận đã đấu. Còn Wolverhampton họ vẫn đang đứng vị trí thứ 10, 32 điểm, nhiều hơn đội xếp sau Chelsea 1 điểm nhưng cũng thi đấu nhiều hơn một trận.